Đây, hôm nay mà chào đón các bác một liều thuốc độc nữa. Tìm những con này hơi khó bác ạ, rất là ít có luôn. Hôm nay mà giới thiệu đến quý vị một con âm ly đèn đến từ đất nước Anh Quốc. Đó là con âm ly Rogan E40A. Dạ. Rogan E40A. Thì cái nắp của nó đây, em nhấc ra đây. Cái nắp của nó là nó làm bằng tấm thép. Thì trên này nó có lập là phono CD, tất cả các đường line, nước chỉnh, công tắc chỉnh đây rồi. Và đằng sau này thì nó sẽ in cái cách đây, cổng dùng, dùng để cắm đây, cổng dùng để cắm từ sau vào, được chưa? Cắm sau âm ly. Đây nha, con này là Rogan này, made in England luôn ạ. Các bác kiếm được con âm ly đến từ đất nước Anh Quốc thì không phải đơn giản đâu. Đây là tấm này là bằng inox thôi nhá, nên chỉ lau nó sẽ sạch thôi, không có lý do gì, được chưa? Và đặc biệt là con này chở khá này, 4, 6, 4 ôm này, 6 ôm này, 8 ôm này và đến 16 ôm. Có cổng này, 4 ôm, 8 ôm. Thế cho bác, được chưa? Đấy. Con này có mức giá 39 triệu. 39 triệu cho bác. Đây. Và các bác không không kiếm được những con như này đâu. Không phải dễ kiếm được con âm ly này đâu ạ. Một số dòng khác thì dễ lắm, dòng này thì không có đâu. Các bác cứ search này, em đọc model cho bác nhé. Rogan E40A. Con này bác gõ trên kênh nó toàn bốn mấy đến 50 mấy triệu thôi, không có chuyện 39 triệu đâu. Bác cứ gõ đi, em khai giá mà. Em công khai giá trên đấy luôn. Tất cả bóng máy này em chưa lau gì đâu nha. Chưa thèm lau bụi, cứ để nguyên như thế. Không thèm lau bụi vội, cứ để. Lau bây giờ nó sáng nó đẹp quá, các bác lại tưởng đồ mới chết. Lau em khẳng định là lau cái nó sáng đẹp luôn đấy. Khẳng định luôn đấy. Các bác là cần một chút đi, em lau xong em quay lại cho mà xem. Lau qua cái là sáng đẹp lung linh luôn cho bác, như mới luôn. Được chưa? Con Rogan nhá. Con này ba tăng phổ. Ôi bác nào gọi thông cảm em nhá. Em đang quay bài rồi, không nghe được. Được chưa? Dấu âm ly đèn mà đến từ Anh Quốc thì rất là ít, không phải là có nhiều, không có nhiều đâu ạ. Âm ly của anh đấy. Đấy, em quay chi tiết cho các bác hết nhé. Bắt đầu nắm được biết chi tiết thì bác cứ nhìn chi tiết, em quay thật chậm cho các bác nhìn. Quay mặt trước, mặt trong, mặt sau cho các bác luôn. Bao rin 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 hết cho bác. Còn cần biết chi tiết về em nó nữa thì cứ gõ cái model của con âm ly này lên Google, YouTube đều có hết. Trên các diễn đàn đều có hết. Không nhất thiết là cứ phải em thì em phải tham khảo đấy, em nắm chứ em không nói phét được, vì em không sản xuất ra nó, vẫn còn nguyên hết bác nhé. Nhìn hết chưa? Các cổng đây là hai cổng mát này, cổng 4 ôm này, 4 ôm này, ngoài là 8 ôm này. Đây nhá, đấu cổng âm ở đây này, âm đây này. Đây là cổng 4 ôm này, đây cổng 8 ôm, đây cổng 4 ôm, đây cổng 8 ôm. Đây là đấu đất mát. Chưa? Nó đẹp mỹ mãn luôn nha. Em soi vào tận đây cho các bác luôn này. Em soi hết cho các bác luôn. Soi chi tiết cho các bác, không thiếu một chi tiết nào luôn. Chưa? Đấy. Một số chi tiết này về có khi các bác phải vệ sinh này. Đấy, này. Ôi chả việc gì đâu bác ơi, nó có lớp bọc. Ôi chà, keo, keo. Keo hết, ok đi. Có keo hết rồi, đúng không? Sờ tay có lớp keo hết. Đấy. Ok chưa? Đây. Con âm ly Rogan E40. E40A. Mức giá 39 triệu. 39 triệu ạ. Nhìn bác nhìn thì quá zin rồi. Còn những cái dòng này mà bác nào cẩn thận hơn nữa thì về vệ sinh sạch sẽ đây cho em. Vệ sinh đi. Rồi. Nha, cẩn thận vệ sinh hết đi lại nó sướng.
đẹp này. Cái vỏ nó quá là chắc chắn luôn. Cái vỏ nó không có chuyện gõ vào mà kêu con cong đâu này. Nó quá dày ấy. Nó cực kỳ dày, không có chuyện gõ con cong đâu. Hàng của Anh Quốc không phải chuyện là gõ vào vớ vẩn. Đây là con trên này nó có cái tấm này nó đậy đây bác này. Tấm này nó đậy vào đây nhé. Đây. Nó đúng là như thế này. Đấy. Đấy. Đấy, nó đậy vào như thế. Đậy vào thế nó che, nó bảo vệ kín luôn. Đằng sau này là có ba con ốc vít xuống đây. Ốc vít xuống đây. Đấy, ba ốc vít vào đây. Đấy. Thì các bác ở cái đường cắm này, nó in hết đây, nó gióng xuống dưới này. Tất cả cái này mình vệ sinh nhá, bằng inox đi. Đấy, cạo đi inox, chạy hết đi. Các bác kiểm tra nhá. Các bác cứ gõ lên Google tham khảo thoải mái. Xem trên kênh các bác ấy đang chào giá bao nhiêu. Còn con này của em 39 triệu. Bác gõ vào nó toàn bốn mấy năm mấy đấy. Rogan E40A nhé. Hàng của Anh Quốc, ông đi đèn Anh Quốc, mức giá 39 triệu. Chào bác.